Kính thưa quý vị, truyền ngữ có câu: có chí thì nên. Trong đạo Phật, các bậc Bồ Tát nhờ phát nguyện mà thành chánh giác, cho nên người Phật tử hành đạo cần phát nguyện hàng ngày để nhớ bổn phận mà thiệt hành đạo sự. Bài nguyện trước bàn thờ của quyền Đức Thầy đã viết bằng thể văn song thất lục bát, chủ yếu để cho bổn đạo cầu nguyện hàng ngày nhằm khắc ghi lời hứa với cụ quyền và trời Phật mà lo tu hành, ngõ hầu cùng nhau giải thoát sanh tử và tiến tới niết bàn tịnh là đường vô sanh. Kính mời quý vị hãy cùng nhau lắng nghe diệu lý thâm trầm của bài nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Đầu cuối lại cầu nguyện hắc tổ ngõ đáp ơn bao bổ sanh thần. Nay con quy Phật tu hành cựu quyền hắc tổ lòng lành chứng tri. Lời Phật dạy từ bi bác ái và nhân từ quảng đại mở mang. Hiếu chung con giữ vẹn toàn, từ rày chẳng dám lăng loạn như xưa. Sao hương đặng phước thừa của Phật, hồn nhẹ nhàng vượt khỏi tử sanh. Nguyện đem công quả tu hành cứu trong tông tổ giảng sanh liền đài. Về Phật quốc ngài ngài an lạc, cả dòng dòng
dạy tốt luân trầm, rồi đem đạo pháp quyền thông độ chồng sanh chung hết lòng hết mê. Cả vạn vật đồng về Phật cảnh, chẳng luyến trần áo ánh gạt lừa, nguyện cầu chư Phật mười phương niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hoài đơm cũng tê lệ xưa nay, xác vật cháu heo kẻ mắt cho anh suy khó hiểu, người còn bạc đài là đùng thay, cháu con cha mẹ qua đời thổ lệ chay, trong sạch nghĩa nhân dài mới đang hồn linh nhà cao bay. Nam mô A Di Đà Phật. Ráng tu đắc đạo cứu cựu quyền, thoát chốn đồ đến cảnh tiên, ngõ đất bóng dài công sáng tạo, cho ta hình dấu học cơ quyền. Nam mô A Di Đà Phật.